sau hai lần trọng bệnh, tổng trọng còn lại những gì đây? Lần ngã bệnh đầu tiên là vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, khi Nguyễn Phú Trọng đang công tác ở Kiên Giang. Tượng trưng ông ta ra đi từ lúc đó, có lẽ vì có ý của bác sĩ cấp cứu kịp thời nên giành lại được sự sống cho ông từ tay tử thần. Tuy nhiên, sức khỏe của ông gần như không thể hồi phục được nữa. Lúc ngã bệnh ở Kiên Giang, ông Trọng đã 75 tuổi. Tuổi mà lẽ ra ông nên vui thú điền viên thì ông lại cố bám ghế mặc dù sức khỏe của ông không cho phép. Ở Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, những tưởng ông rời khỏi ghế quyền lực bởi lúc đó ông không đảm bảo đủ ba điều kiện để ở lại ghế tổng bí thư. Một là ông đã quá tuổi, hai là quá nhiệm kỳ và ba là không đảm bảo sức khỏe. Ấy vậy mà ông vẫn bất chấp, vẫn ngồi lại chiếc ghế tổng bí thư tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba, trái với điều lệ của Đảng. Báo chí quốc tế đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng ngã bệnh. Vào ngày 12 tháng 1, một tờ báo lớn của Mỹ đăng tin cho biết ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhập viện. Tờ báo này dẫn nguồn từ nhiều quan chức cho biết về sự việc này, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện sau khi lâm bệnh nặng. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã phải hủy cuộc họp trong tuần vừa qua. Ông Trọng đã phải nhập viện vào đầu tuần này vì một căn bệnh không xác định. Theo hai quan chức giấu tên cho biết, và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu của tờ báo này bình luận về sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Như vậy là tờ báo quốc tế lớn đã đăng tin ông Nguyễn Phú Trọng mang bệnh thật chứ không phải là tin đồn, nhưng ông còn sống hay đã mất thì đến ngày 12 tháng 1 vẫn còn là một điều bí ẩn. Trên mạng xã hội xôn xao bàn tán rất nhiều về các vấn đề mà ông gặp phải. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng chết thì không bàn làm gì, nhưng nếu ông vẫn chưa chết thì liệu rằng sau lần ngã bệnh này ở tuổi bát thập, liệu ông còn đủ sức để đảm đương vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nữa hay không? Vì cường độ công việc rất lớn. Hồi năm 2020, ông Nguyễn Xuân Phúc, lúc đó là Thủ tướng, đã ký ban hành quyết định số 1295 của Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực y tế. Theo đó, những vấn đề liên quan đến sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung Đảng như hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe v.v. thuộc danh mục tối mật. Trước khi có quyết định này, trong Đảng vẫn luôn xem tình hình sức khỏe của lãnh đạo là bí mật quốc gia. Tuy nhiên, lần ông Trọng ngã bệnh ở Kiên Giang, cái bí mật đấy vẫn không thể giữ được. Tin tức vẫn lọt ra ngoài và truyền thông nhà nước chạy theo sau truyền thông tự do về vấn đề này. Có lẽ việc luật hóa sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia nhằm mục đích hạn chế thông tin tuồn ra ngoài chăng? Cho đến nay vẫn chưa rõ khuôn mặt nào được ông Nguyễn Phú Trọng chọn thay thế chức danh Tổng Bí thư đầy quyền lực của Việt Nam. Bí mật hóa sức khỏe của lãnh đạo bằng luật thì là điều có nghĩa sẽ có khả năng người không đủ sức khỏe vẫn được ngồi vào chiếc ghế quyền lực vì chẳng ai biết cả. Những vấn đề quốc gia đại sự mà giao cho người không đủ sức khỏe nắm quyền trong thời gian dài là một rủi ro rất lớn cho đất nước. Lần ngã bệnh thứ hai này nếu không chết thì cũng chắc chắn một điều rằng sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng sẽ còn sa sút nghiêm trọng hơn. Nếu ông không chết thì gần như 100% khả năng là ông vẫn tiếp tục ngồi ghế tổng bí thư. Và nếu ông chết thì có thể nói nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nổi lên những trận chiến quyền lực quyết liệt nhất. Thậm chí có thể là cuộc chiến sinh tử. Ở Trung Quốc, người kế nhiệm tổng bí thư kiêm chủ tịch nước thường được xếp vào chức phó chủ tịch nước. Tuy nhiên, Ban Cờ Chính trị Việt Nam không có quy trình như vậy, mà thường được xác định vào phút chót tùy thuộc vào kết quả đấu đá các phe nhóm trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai kế nhiệm chức Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng thì sẽ thừa hưởng hệ sinh thái quyền lực mà ông để lại. So với người tiền nhiệm, ông Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng từ một hệ sinh thái quyền lực xung quanh ông rất mạnh bằng chiến dịch đốt lò. Ghế càng có nhiều quyền lực thì càng hấp dẫn, nên nếu ông Trọng chết, chính trường Việt Nam sẽ có nhiều phim hay để mà xem. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết với bản tin sau hai lần trọng bệnh, tổng trọng còn lại gì. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Tin đồn tổng trọng về chầu trời. Dân tình trông ngóng đợi tin vui. Vào ngày 12 tháng 1, tin đồn về việc ông Nguyễn Phú Trọng từ trần rộ lên trên cộng đồng mạng. Trong khi đó, báo chí nhà nước thì vẫn chưa thấy nói gì về tình hình sức khỏe của ông.
khi lời đồn xuất hiện thường là do hai nguyên nhân chính. Một là do nguồn tin riêng từ bên trong đưa ra, và hai là từ những suy luận do việc nhân vật chính vắng mặt tại một số sự kiện quan trọng cũng như vắng mặt trên truyền thông nhà nước. Dân tỉnh đang rất trông ngóng đợi truyền thông nhà nước đăng tin tiểu sử của ông Nguyễn Phú Trọng. Từ hồi tháng 9 khi đón Tổng thống Mỹ Biden, ông Nguyễn Phú Trọng đã không đứng vững, cần phải có người dìu. Sau đó, ông còn tiếp một số lãnh đạo cấp cao khác, trong đó có cuộc đón tiếp ông Tập Cận Bình vào ngày 12 tháng 12 năm 2023. Đến ngày 26 tháng 12, ông tiếp ông Kazuo, đoàn chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản. Rồi từ đó, ông vắng mặt trong các cuộc đón tiếp ngoại giao. Một hãng tin quốc tế vào ngày 11 tháng 1 cho biết, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không gặp Tổng thống Joko của Indonesia vào ngày 12 tháng 1. Thay vào đó, ông Võ Văn Thưởng, ông Phạm Minh Chính và ông Vương Đình Huệ sẽ đón tiếp. Tờ báo Nhân dân bản tiếng Anh có đăng hình ông Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Joko, nhưng là hình ảnh từ những năm 2018 để minh họa, không có hình ảnh mới. Ông Trọng năm nay tròn 80 tuổi, ông nắm chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011 cho đến nay tới 3 nhiệm kỳ. Nó cũng trái với điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện ông là người có quyền lực cao nhất, gần đây ông thay cả Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng để đón tiếp Tổng thống Mỹ, và chính ông cũng đón ông Tập Cận Bình mà không cần ông Thưởng đón cùng. Lễ đón Tổng thống Mỹ Biden từ hồi tháng 9 năm 2023 cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng không được khỏe. Hồi tháng 4 năm 2019, trong một chuyến công tác tại tỉnh Kiên Giang, ông đã ngã bệnh và sau đó chính quyền thông báo ông bị tai biến. Phải mất gần một năm điều trị thì ông mới có thể trở lại đi đứng tự được, nhưng đã yếu hơn rất nhiều so với trước chuyến đi Kiên Giang. Và sau đó ông phải đi nhưng có người dìu và không thể đi được một đoạn đường dài. Điều đáng nói là thông tin về sức khỏe của ông Trọng trong chuyến đi Kiên Giang vào tháng 5 năm 2019 cũng được tuồn ra từ những nguồn tin ngoài luồng. Trong khi thông tin của nhà nước thì đưa rất hạn chế và hầu hết là đưa lại những tin gì ngoài luồng đã đưa nhưng không đầy đủ. Hiện nay sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đang được công luận chú ý rất nhiều, với ông được xem là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong Đảng Cộng sản. Với chiến dịch đốt lò, ông đã tạo tiếng vang rất lớn, trong đó có cả thành phần ủng hộ và thành phần chống ông. Với chiến dịch đốt lò, ông đã làm cho nhiều đồng chí của ông phải lo sợ. Ắt hẳn khi sức khỏe của ông có vấn đề thì cũng khiến cho không ít đồng chí của ông mừng thầm. Có lẽ khó có đồng chí nào yêu mến ông thực sự, bởi khó có ai là người trong sạch trong cái thể thế này. Còn về phía người dân thì có lẽ người ta mong đợi tin về sức khỏe ông Trọng vì hiếu kỳ là chính, chứ chẳng có thương mến và lo lắng cho sức khỏe của ông như thời ông Hồ Chí Minh trước đây. Thời ông Hồ Chí Minh, dân trí thấp hơn bây giờ, người dân mù chữ nhiều và chỉ biết nghe loa phường nên họ bị nhồi sọ rất nặng nề. Còn ngày nay có Internet, có mạng xã hội với đủ nguồn tin đa chiều nên người dân cũng hiểu biết hơn, không còn nhiều người cuồng đảng, cuồng lãnh đạo như trước đây nữa. Mặc dù được tuyên giáo ca ngợi hết lời, nhưng số người ghét ông Nguyễn Phú Trọng không hề ít, trong đó có cả dân và quan chức. Ắt hẳn nếu ông từ trần thì sẽ có không ít kẻ khui bia ăn mừng. Mà thực tế trên mạng xã hội trong suốt nhiều ngày qua đã chứng minh điều đó. Tờ báo Nhân dân bản tiếng Anh vào ngày 12 tháng 1 đăng hình ông Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia, nhưng lại là tấm hình từ những năm 2018. Một nguồn tin riêng cho Thời báo .de biết ông Nguyễn Phú Trọng đang bị bệnh thật. Ông nằm tại Bệnh viện Quân y 108. Ông có vấn đề về tụy và đang chuyển máu. Bệnh của ông cũng khá nặng do cao tuổi và bệnh nền. Có lẽ ông Trọng chưa đi gặp Bác Hồ là thật. Tuy nhiên, việc tin đồn về cái chết của ông đã làm dậy sóng mạng xã hội. Qua đó có thể cho thấy đó là lòng dân thực sự. Quý vị và các bạn sẽ theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tin đồn Tổng Trọng về chầu Bác, dân tình trông ngóng, đợi tin vui. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.